chào đón sự hiện diện đông đủ của quý vị đại biểu quý bà con tại ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cùng về với buổi họp mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay để mừng khai trương phòng lab cùng với hội thảo chuyên đề độc tố khí độc trong nuôi tôm thì công ty Thông Việt về với quý bà con tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũng muốn chia sẻ đến quý bà con rất nhiều điều trong buổi hội thảo ngày hôm nay, và mong rằng buổi họp mặt chúng ta sẽ vô cùng đầm ấm và nhận được sự rất là nhiệt tình của toàn thể quý bà con. Quý bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chuyên đề độc tố khí độc trong nuôi tôm. Kính thưa quý bà con, nuôi tôm thì ngày càng khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, người nuôi tôm sử dụng hóa chất kháng sinh tràn lan, dẫu biết rằng điều đó không tốt nhưng vẫn sử dụng do chưa có giải pháp nào khác. Và hậu quả để lại đó là dịch bệnh ngày càng nhiều, nuôi tôm ngày càng khó và chi phí ngày càng cao hơn. Kính thưa quý bà con, sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại, nhiều loại kháng sinh thì đã tác động xấu đến môi trường của chúng ta rất là nhiều. Mỗi độc tố phát sinh trong quá trình nuôi tôm như là NH3, NO2, H2S, v.v. là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh rủi ro cao, làm tăng chi phí nuôi tiếp. Và đó cũng chính là nội dung hội thảo chuyên đề giải quyết về vấn đề độc tố khí độc trong nuôi tôm mà có lẽ là quý bà con đều rất mong đợi để tìm ra những phương pháp giải quyết tốt nhất. Và sau đây xin được trân trọng kính mời quý bà con cùng đến với phần chia sẻ của ông Nguyễn Văn Rí, giám đốc sản phẩm công ty Tâm Việt, sẽ gửi đến quý bà con những phương pháp tốt nhất trong chuyên đề hôm nay. Xin một tràng tay để chào đón ông Nguyễn Văn Rí. Theo mà thời đó là nuôi tôm quảng canh mà cho tôm ăn bằng mìn, có nghĩa là lấy còng lấy cua sai ra chậu xuống ra, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. 2 năm 2022. Dạ thì cái vùng đất mình á, chiếc xe này chiếc xe ủi là mình tập trung lên đây đi đó. Thành ra trải qua nhiều năm này á, mà sau mười mấy năm Rí quay trở lại đây, có một điều mọi thứ thay đổi mà một điều ở Long An mình không thay đổi là hồi xưa mình tới đây á, nuôi tôm quảng canh không gắn quạt, không ao nắng. Mười mấy năm sau quay trở lại đây, nuôi tôm có thay đổi là nuôi công nghiệp, gắn được vài ba cái quạt nhưng mà ao nắng vẫn không có. Thì trước đây một năm Tâm Việt cũng có làm một cái hội thảo gần đây, cũng có tâm sự về cái ao nắng ở trong nuôi tôm. Nhưng mà hồi nãy có mạng đàm ngoài lề với lại mấy anh em ở đây thì mọi người nói tôi bơm nước thà vô vẫn trúng đó. Nhưng mà cái đó là một số ít thôi, mình không thể nào đánh đồng cái may mắn của người này với mình được đâu. Mình thấy người khác mà bơm phà vô nuôi tôm trúng, về mình bơm thử nha, đúng không? Ra tôm chắc trúng vô. Lấy nước ra tôm á thì mình bắt đầu xử lý nào là việc tạp nè, việc ốc, việc hết, việc chấp xác nha. Năm qua mình xài đúng cái loại thì chẳng hạn như vậy. Nếu mà cao nó biết nói chuyện thì nó đứng lên nó nói ông quấn cái gì dữ vậy, ông có đánh vợ chưa? Calorin xài rồi, TCCA xài rồi, BKC xài rồi, thuốc gì chấp xác xài rồi. Mà trong em mình hiện giờ nè, ốc nè, hến nè, dòm xanh nè, vợ nó quên nó dòm con về, chân kép, lộn, không có con vợ lúc đó, con vợ chỉ đứng trên bờ thôi. Thì những cái thứ đó, nó gây cho cái tôm mình nuôi không có được. Mà vì sao cái vùng đất mình đã xuất hiện ốc hến, hồi xưa tôi có không? Không có, mà bây giờ có. Vì sao như vậy? Thì mình coi là cái quy luật tự nhiên của thiên nhiên như thế nào. Thì mình biết được á là con ốc, con hến, con giòn, con vợ, bỏ vợ qua bên đi, con giòn thôi. Thì con ốc, con hến, con giòn, con những thứ mà diễn thể á, là nó sống trong cái môi trường nước bằng cái tận lọc, lọc nước. Nó lọc nước như vậy thì có nghĩa là cái vùng đất đó phát triển cái con đó, cái diễn thể là nó đang báo hiệu là vùng đất này, vùng đất của anh đang ô nhiễm nhiều hữu cơ rất là cao, đang ô nhiễm những tầng luôn rất là cao. Thiên nhiên mới ban cái con này xuống, ông trời mới ban con này xuống để mà lọc lại môi trường, trả lại cho môi trường về tự nhiên. Như vậy thì cái tín hiệu mà cái vùng đất mình đang có, cái trường hợp mà tôm nhiễm khuẩn đó đối với tôm hai mấy ngày á, mình thấy rõ ràng nhất á là đúng rồi, đang tôm khỏe quýnh nhiễm khuẩn xuống cái ngày mai kêu nó tráo luôn. Thì mình kiểm tra tôm á, mình thường thường sáng mình dở gió lên, mình kiểm tra trên cái bình tôm, trên cái mang, trên cái những cái chấm mang đó, chấm cơ thể, mình thấy có những chấm mà xám 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 xám, nó đen không đen mà nó xám xám đó, nhiều chấm nó xuất hiện lên là cái ao nó đang bị cảm nhiễm vì vi khuẩn. Lúc đó mình quýnh vi khuẩn vô cũng chết, rang kháng sinh vô trường hợp đó cũng chết. Mà mình không giải quyết á, khoảng chừng 3-4 ngày sau
cái tôm té gió, tôm lọc dính vỏ, đó, trường hợp đó. Trong trường hợp đó thì khuyên bà con đừng nên quấn diệt khuẩn trong trường hợp đó. Mình chọn những cái vi sinh gì hay mình quấn vô cho nó kiểm soát. Mà cái bàn tiếng này á, em có tập thử luôn. Ông anh rể nhà hai là ổng thấy diệt khuẩn với kháng sinh. Thế là ổng có thấy có diệt khuẩn, có khuẩn khoảng chừng 600. Ổng đập diệt khuẩn xuống cái liều cao luôn nha. Qua 2 ngày sau đo lên 900. 900 là mình phải quấn qua chiêu khác nữa. Như vậy thì cái giai trò con vi sinh trong cái điều tiết cái môi trường rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay á là bà con cũng biết là mình đã từng xài qua nhiều loại kháng sinh, từng qua xài qua nhiều loại vi sinh, diệt khuẩn rất nhiều. Nhưng mà mình không giải thích được vì sao mình xài thuốc đường tâm. Thì qua cái bài mà phát biểu của Lý hôm nay sẽ nói với bà con là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Tại vì có một điều nữa là nhà nước mình á, là con tôm của Việt Nam mình muốn chất lượng hay không là mình phải cải thiện được môi trường nuôi. Mình hạn chế được xài những cái quá chất độc hại, nâng được cái chất lượng con tôm mình bán ra mình có giá cao. Chứ mà kiểu này là bị kiểm tra là bị dính tả về, kiểm tra bị dính tả về là tôm cứ tụt miết. Thì cái sản phẩm nano đi người ta lấy cái quặng người ta bỏ vô cái quặng vàng người ta bỏ vô cái mâm người ta bắt đầu người ta lắc cho nước nó chảy tràn qua gọi là phương pháp dạng, thì người ta thu lại những cái hạt khoáng người ta thu lại cái chất lượng nó như thế nào em có thể thì giải thích được không ta? À chú hả? Thì sao mà mình chạy quạt á không có sóng mà không có bọt mà nếu có oxy mình chạy lên sóng mà lên bọt đó là lý do sao mà giải thích đề như đặt oxy đi. Cái bạch oxy này á, cái bạch oxy này á là cái hiện tượng mới, em mới bước qua vùng đất này em cũng mới nghe mà chưa thấy. Nhưng mà không biết là ở đây tướng em nó có đo oxy thử trong cái trường hợp ao như thế này không, nhưng mà anh cho em hỏi tí xíu nữa là khi bạch oxy như vậy thì tôm nó sẽ hình tượng như thế nào anh? Tôm nó nổi nó không xuống bây giờ nó nổi không thì xuống luôn nhỏ ta. Đó, câu hỏi này đỏ mồ hôi thiệt luôn. Xuống là đứa nào cũng không có bọt. Có đứa nào tại khăn lạnh cái ta? Dạ, chỉ nước bình thôi, nó xuống nhưng mà xuống cái nào nó chơi à. Mặt oxy, pH kiềm nó thay đổi chưa? Vậy thôi. Nhưng mà có cái là chạy không bọt thôi. Sống hả? Không sống, ao mấy vàng quạt. Không sống chứ, bàn mấy. Ô, chạy quạt sao không sống, là nước nó chích cũng không sống luôn. Không nhất thì thôi, nhưng không sống thì vậy mà mình buông quạt không sống liền á. Không bụt bột trắng lên luôn. Chết cha. Bạc oxy đáy. Không mà cái hiện tượng này em về cái vùng đất này em cũng mới nghe, cũng chưa có thấy. Để làm một phong đi. Khó quá. Đứa nào chỗ uống cà phê thì tính lại. Có ông hàng xóm em có câu chuyện như thế này nè. Mỗi lần là bà vợ ở nhà mà đi chơi với cái ông nào đó, cái về ông không ông lòng lên, ông tự lên cái bả tha cho ông ly cà phê uống cho ông tỉnh bình tĩnh lại. Mà cứ mỗi lần đi vậy á, mỗi lần mình tỉnh lại. Cái có bữa ông qua ông kể chuyện cho em nghe, ông kể chuyện cho em nghe, cái ông hỏi là mỗi lần mà vợ tao đi vậy về tao tự là bả tha cho tao uống ly cà phê là tao hết nóng. Như vậy thì ông em nhờ tư vấn, cái em hỏi ấy giờ bây giờ anh muốn em tư vấn cái gì, giờ mình giải thích cho chị là đi như vậy là không tốt sao? Không phải, mày tao hỏi mày là uống cà phê nhiều có hại cho sức khỏe không? Thì bây giờ mình quay lại cái hiện tượng bạc oxy là cái gì? Thì hiện giờ là thực sự là em không biết cái đó là như thế nào. Nhưng với cái phòng lab ở Tâm Việt ở đây, có nếu như trong phòng lab Tâm Việt ở đây mà bà con mà có cái hiện tượng đó đó, nhà bà con mang nước ra để tụi em á, là kiểm tra những cái thông số lại thử coi để mình xác định đó là cái hiện tượng bạc oxy là cái gì. Còn cái hiện tượng mà khi anh chạy quạt lên mà không tạo bọt, nó không nổi bọt á, thì trong lúc đó đó theo em thì cái môi trường nước nó đang ở cái nồng độ CO2 nó cao, nó sẽ không đó. Thứ hai nữa là cái sự mà cái nước á, trong cái nước á, là trong cái nước người ta định nghĩa là như thế này, là khi mà cái nước mà nó bị khóa môi trường, ví dụ mình do mình đánh nhiều thứ quá chất xuống này, thứ này thứ kia xuống á, thì cái nước nó khóa lại thì nó không có phân hóa được cái H cộng và OH trừ.
Tại vì em giải thích như thế là thì không biết hiểu không, nhưng mà trong cái phòng thí nghiệm á, người ta có làm là điều chế ra một cái loại nước để bảo quản sản phẩm, là cái nước không hoạt động, có nghĩa là cái nước đó đó là nó chỉ là H2O thôi, nó phá hoàn toàn luôn. Anh mở cái nắp này ra, anh để 2 ngày nó cũng không bay hơi, không bay hơi lên, là cái nước gọi là cái nước không hoạt động, thì không có cái gì mà hòa tan được đó. Còn cái nước thứ hai là cái nước hoạt động, là thí dụ như là bắt đầu anh để nó còn nó bay hơi lên, thì cái hiện tượng đó em không biết có phải hay không, nhưng mà cái nước hoạt động á là mới có oxy hòa tan vô. Thì trong cái nano 5000 này á, cái SiO2 này á, nó có một cái bản chất nó kích hoạt và cho nước nó phân di chuyển từ cái nước không hoạt động. Bị rối cái này mà trộn thuốc trang không, thuốc bổ trang không, có bị rối không? Có nghĩa là bây giờ không có trộn cái gì không? Bây giờ bệnh gì cũng sợ, sợ nào là phân trắng là sợ đường ruột là sợ gan là sợ chết sớm là đủ thứ sợ hết. Sợ vợ luôn. Mời thứ chồng chung vô được không? Được. Cái gì cũng sợ luôn mà sợ vợ sợ hơn mấy anh. Sợ không? Đang dùng của mình nó đang nó bị gan tôm bị dịch gan, bị gan tị quá trời nhiều luôn. Hớt ha hớt hải từ dưới nhà chạy lên thấy không? Anh Thông, có thuốc gan nào dữ không anh? Anh Thông anh lấy ra cái chai thuốc gan mà có hình con cọp ở trong quá dữ luôn. Về cho ăn không được rớt. Phải không? Hoặc là cái ông kia ông bà kia đó chạy lên Thông. Nó anh Thông ơi, bây giờ mà có đường ruột nào mà dữ dằn không? Dữ dằn là chỉ có con sư tử thôi, ông đưa cái chai đường ruột hình con sư tử ra, chai này là dữ nhất luôn á. Về ăn cũng không được luôn. Như vậy cái điều gì làm cho cái mình cũng đã tròn không, mình cũng đã đề phòng rất nhiều mà nó không hiệu quả, thì mọi thứ á thì nó có một cái nguyên nhân của nó, giống như bệnh á, từ cái khẩu. Ăn nhiều thứ không có đâu ra bệnh là do anh ăn tầm bậy tầm bạ thôi, uống tầm bậy tầm bạ thôi, chứ không phải là ở đâu mà khi không được, không có gì mà khi không đâu. Như vậy thì đối với con tôm, mình muốn quản lý bệnh nó mà mình phải quản lý cho ăn, có phải không? Có phải là nhiều ông á mà cho tôm ăn vô, ăn tôm ăn phà, cái lên dấu thằng qua 2 ngày sau kêu hàng xóm, ê chúc các mày rảnh sao chiều nay qua phụ kéo tôm tao nghe, có không? Có luôn. Như vậy thì mình sẽ xem cái bài của ông tiến sĩ Sorafat Banacon, ông nói như thế nào. Thì ông phân tích, ông làm một bài thí nghiệm như thế này: cứ 100 ký thức ăn anh bỏ xuống ao tôm thì trong đó 20 ký thức ăn nha, nó sẽ là cái dạng rơi rớt, mảnh vụn rơi rớt ra. Phân tích có phải không? Những cái bụi nè, đúng không? Con tôm trong quá trình nó cắn thức ăn đó là những mảnh vụn vỡ ra. Ở đây có anh nào cắn bánh đinh mà không rớt không? Đứng này cắn cho em coi thử cái cây. Ở đây có kẹo thằng lèo nè, cắn thử rớt không? Đó. Thì ngay cả mình, con người mà mình cắn nó còn rớt vậy, huống hồ gì con tôm. Nó sẽ rơi rớt ra. Thì người ta thống kê được là có khoảng chừng 20 ký thức ăn đó là rơi rớt ra. Như vậy thì còn 80 ký là 80 ký con tôm ăn được một hộp. Có nghĩa là một tấm thức ăn cho ra một tấm cơm, thì 80 ký này vô thì nó hấp thu được vô cái cơ thể con tôm. Thì người ta phân tích được rằng là trong cái cơ thể người hay là bất cứ động vật gì cũng vậy, thì phải chừng 70% là nước. Trong người mình có nước không? Nếu không có nước mình chịu nổi không? Thì trong cơ thể con tôm cũng vậy, 70% nó là nước. Như vậy thì nó sẽ hấp thu những cái dinh dưỡng, nó chuyển hóa nó là 30 ký, còn lại 50 ký là nó theo phân ra ngoài. Như vậy thì cứ 100 ký thức ăn anh bỏ xuống ao, ở đây có chú nào có 100 ký thức ăn trên một ngày không? Có không? Ông quên tôm chứ không phải hỏi tôm, chứ là hỏi có chú nào không? Ông là thinh à. Ăn ngày 60 ký, 6 lần 3 = 18, 6 lần 7 là nhiêu rồi? Sao 7 nhiêu vậy? Mới học lớp 4 mà sao 7 nhiêu vậy? Đã bài cái em ru vậy, đặt cơ luôn. Giờ kỹ sư hỏi 6 7 nhiêu nó mới tính là bấm biết đầu quá. 6 7 42 ký mới đọc câu chương luôn. 42 ký ra ngoài, đúng không? Mình nghĩ cái ao mình ngày 42 ký cái thải ra, chắc không nguy hiểm. Như vậy thì nếu như mà cái thức ăn mình không kiểm soát được, thứ nhất
là nó gây áp lực cái bệnh con tôm lên 100 kg đó. Áp lực của 70 kg thức ăn ra ngoài buộc mình phải giải quyết môi trường, nắng nắng chút vô anh ngồi đen chết luôn á. Hồ đen trên ủng hộ cho anh trai dưỡng da. Như vậy thì á, như vậy á thì 100 cái thức ăn đó mình cho ăn vô 70 kg là ra ngoài. Như vậy thì áp lực mà trong một ngày mình xử lý rất là nhiều. Như thế thì mình sẽ làm như thế nào? Vậy là trong cái cử cho ăn á, là cái nhu cầu tiêu hóa là cái nhu cầu cần thiết nhất. Vậy là bà con nên khi mà chọn thuốc ăn là cái enzyme tiêu hóa là cái đầu tiên mình phải chọn và cử nào cũng chọn. Tại vì cái bản chất á, nội sinh enzyme của con tôm á thì nó tiêu hóa không nổi áp lực tiêu hóa như thế này đâu. Còn mình phải cung cấp những cái enzyme vô, thì cái enzyme là cái mình bỏ xuống đầu tiên. Như vậy thì mình phải chọn những cái enzyme gì đó hay hay. Ví dụ như cái gì mà có lỗi gì là 1cc 10kg mình đưa vô. Cái thứ hai nữa là thí dụ như trong quá trình mình cho ăn đó đó, enzyme thôi, thì mình thấy có ao á thì ăn vô, cái đường ruột con tôm nó đỡ liền. Có ao, ăn vô, cái đường ruột nó vẫn lì. Thì lúc đó mình hay nghĩ tới những cái vi sinh đường ruột mình kết hợp vô. Nếu như mình ăn cái enzyme đó mà cái đường ruột nó không nở thì mình sẽ kết hợp thêm cái vi sinh đường ruột. Hiểu chưa? Vậy thì mình sẽ ăn cái món thứ nhất được, mới tới ăn cái món thứ hai. Và cái vi sinh đường ruột đó chỉ cần một ngày anh ăn một tử là đủ rồi, hoặc hai tử là đủ rồi, không ăn thường xuyên. Nhưng mà cái enzyme là phải ăn thường xuyên. Hiểu chưa? Rồi một thứ nữa đó là cái C là anh phải ngày nào cũng có. Chứ đừng có nói là ăn C vô bị bệnh phân trắng, không ăn C vô là học máu đó. Ăn cứ ăn C vô ngạn tử. Và cách đây khoảng chừng 4 năm Tâm Việt có làm một cái bài vitamin C dạng nước đó, kết hợp với lại cái men mà có enzyme bổ sung vô con tôm cho ăn suốt trong quá trình nuôi. Thì những cái ao mà có sử dụng cái bài đó là cái tốc độ tôm phát triển rất là tốt, đường ruột nở. Những cái ao mà xài đối chứng không xài theo bài đó thì nó tốc độ nó chậm hơn, thì mình có thể mình áp dụng đó vô. Rồi bắt đầu mình cải thiện tiêu hóa, cải thiện đề kháng nó. Còn lại là ví dụ như những cái thuốc gì mà ví dụ như thảo dược hay là những thuốc gì phòng hay gì con cọp con gấu gì đó thì mình sẽ ăn theo cái phác đồ của người. Câu hỏi của anh Nguyễn Tấn Mạnh ở Thuận Mỹ. Anh Mạnh đâu, đứng lên cho em thấy dung nhan đó. Đâu? À đứng lên. Tôm ngoài tháng để dính. Anh ơi, anh dùng cái từ gì cho nó đẹp chút xíu đi. Đọc y chang ông chứ kìa. Tôm ngoài tháng ỉa bị dính đứt. Anh nói là em mắc thở luôn. Như vậy là tôm bị gì và điều trị như thế nào? Tôm bị phân dính đuôi. Tôm ngoài tháng mà bị gì là anh cả 20 ngày là tôm có chạy đàn không? Xú quá hả? Tôm thẻ mà bị dính đứt. Dạ. Cứ ngày tháng có là ao này thường xuyên bị hay là vụ này cũng bị? Vụ nào cũng bị. Ê mấy bạn, ỉa giúp đích là bị gì nè? Ông có xài giấy gì? Anh xài giấy hiệu gì? An An hay là Sài Gòn? Hả? Giấy thường hả? Thường cũng tốt. Tài tỏ cho anh cái khăn này về xử lý lại. Thì hiện tượng mà phân dính đuôi á, trong con tôm á, là thể hiện cái con tôm nó không có cái enzyme nó không có tiêu hóa được hoàn toàn, đi ra cái phần sống. Như vậy thì trong trường hợp này anh xài những cái lậu men gì rồi, có xài chưa hả? FIFA có Euro không? Euro cái World Cup á. FIFA là cũng dữ rồi. FIFA là hiệp hội bóng đá thế giới mà. Thì trong trường hợp mà tôm anh á là biểu hiện phân dính đuôi, tôm trong tôm giống cũng bị nữa, thì có nghĩa là cái lượng enzyme mà con tôm nó tiêu hóa thức ăn đó không được toàn diện cho lắm. Như vậy thì bây giờ anh về cái ao anh tư vấn như thế nào, anh tìm cái enzyme khác anh xài thay thế cái enzyme mà điều kiện anh đang xài thì anh sẽ thấy có kết quả khác nhau. Thứ hai nữa cho em hỏi là cái vách mà ao anh có cái nhầy nhầy nhớ không? Nhớ vách nào? Ông khai là không có là tôi không chịu rồi. Có đúng không? Xanh xanh đúng không? Thì cái hiện tượng mà ao mà có nhầy nhầy nhớt nhớt vào ao đó là cái hiện tượng đó là tôm ao khu vực đó nó bị ký sinh trùng. Ha.
chỉ cần nhìn vô đây mình biết ao bên kia nó có cái gì dưới đáy ao. Như vậy thì bây giờ anh về qua ngày mai anh quay trở lại phòng, anh lấy mẫu nước, anh lấy nước ở khu vực mà gần cái cổng gió, gần cái cây cổng với gió đâu á, với gần bờ ao, một mẫu bình thường thì bên phòng lab sẽ kiểm tra ký sinh trùng cho anh và sẽ có cái bài xử lý và cái ký sinh trùng đó. Thì đối với những ao mà bị cái nhớt gì này đó, là bên Tâm Việt có cái phát đồ á, là dùng cái biêu lốc ký 1011 hai thứ đó trộn với cát xây nhà mình á, cái bầu á mình rải cái dòng đó là nó sẽ tóc lên. Mà nếu như cái ao của anh á mà đi lại phòng lab mà kiểm tra cái độ kiềm nó mà kỹ sư nó để là thí dụ như huyết áp 120/70 là tôm sẽ lọc dính vỏ rớt, nuôi xuống là lọc dính vỏ rớt liền. Còn nếu mà nó để huyết áp bình thường là không sao, nhưng mà để huyết áp 120/70 là dính liền, có sự chênh lệch thì độ kiềm á là dính liền. Thành ao anh nó là mùa mưa này mà bị hiện tượng đó thì anh nên ngày mai quay trở lại tư vấn, mấy đứa em sẽ tư vấn kỹ cho. Còn cái hiện tượng mà phân dính đuôi đó là cái em riêng mình đang xài chưa có phê. Được chưa? Câu hỏi của dì Ba Lò. Dì Ba đó, dì Ba. Dạ, dì Ba. Ngày đầu tiên khí độc cao đánh du ca, ngày thứ hai đánh men thúi, ngày thứ ba tốt chết. Mình cũng đang trông chờ cây đó làm sao. Nghe cũng hấp dẫn. Hỏi nguyên nhân nào làm tôm chết? Con hỏi dì Ba nè, ao đang khí độc mà dì Ba quýnh cái thúi xuống sao chịu nổi? Sao quýnh cái thơm xuống? Hồi nãy là trong trà mới nói sao? Sao dì Ba sao? Tôm bao nhiêu ngày dì Ba? 1 tháng 17 ngày. Vậy là thu được có tiền rồi đó, như con ký 115 con ký thì cũng ngon rồi. Ngày thứ nhất đánh du ca, ngày thứ hai đánh men thúi, ngày thứ ba tôm chết. Hỏi nguyên nhân nào làm tôm chết? Thật sự ra thì cái này không phải là do khí độc chết mà do mình chủ quan, cũng chẳng phải là do đánh men thúi chết. Tại vì là hai cái thứ này á là đánh khí độc, năm ăn năm thua, mà dì ta đang đi cái kèo thua chứ không phải kèo ăn. Con hỏi dì ba một điều nữa là ao dì ba mấy vàng quạt? 3 vàng mấy ngàn khối? 3 ngàn thả nhiêu ngàn con? 120 vậy là mật độ cũng không cao. Nước nhiêu dì ba? Dạ, mất 2 đến 3 giờ là nước cũng thấp. Như vậy thì cái này á là tôm chết không phải là do quýnh hai này hai thứ này xuống đâu. Nó thường người ta tự cho kinh nghiệm. Nhưng mà lý do của nó chết á là cái chết hàng loạt đó. Có nghĩa là tôm của dì Ba là tôm yếu ăn. Ăn mạnh hả? Có rớt 1-2 con trước. Rồi xong rồi qua ngày thứ ba là rớt đùng đùng luôn. Dì Ba có giảm cho ăn không? Không cho ăn luôn rồi vậy đó. Cần biết sao giải thích đây. Không lẽ cho qua đi. Thì trong cái hiện tượng mà ao của dì Ba là con khẳng định là không phải do mình uống thuốc chết, mà do mình đã thông hết nó mới chết. Đánh thông hết đó, có nghĩa là mình đánh chưa đúng nguyên nhân của nó. Và một điều nữa như thế này, là trong cái vấn đề mà xử lý và tự xử lý trong ao tôm, có nghĩa là mình đã nuôi tôm nhiều vụ, mình tự tin và mình cứ nghe ai tài gì đến đó. Thay như thí dụ như ao gì ba mà đem nước tới phòng lab kiểm tra, đem tôm kiểm tra, thì ở đây anh em nó đưa ra cái phác đồ nó chuẩn xác hơn. Cái dạng của dì ba là năm ăn năm thua, mà dì ba quýnh mà ra đang nằm ở kèo thua nó nhiều hơn kèo ăn. Mà nói giải thích cái hiện tượng của dì ba là như thế. Còn giải thích sâu xa nữa là con phải tới ao, con phải coi tôm. Nhưng mà cái hiện tượng tôm dì ba, nếu như tôm mà có rớt như thế thì tôm đang bị nhiễm khuẩn, quýnh du ca, quýnh men thúi cũng không có được cái gì. Và trong khi đó nước đang đập mà quýnh men thúi mà con không biết có mưa tụt pH hay không nữa. Sao tụt pH cũng làm rớt tôm trong trường hợp này. Khi tôm
lớn càng quạt càng có bọt, không tan, xử lý không được, vậy dùng nano 5000 có được không? À, cái hiện tượng mà khi mà tôm lớn mà chạy quạt bọt không tan có nghĩa là cái ao mình, cái hữu cơ ở cái mật độ rất là cao. Thì lúc này mình dùng cái nano 5000 là thầy chùa rồi. Mình dùng đó xong mình dùng Vlog 360 mà có tài liệu trong đó đó, mình đánh là ăn chơi luôn. Câu hỏi này của cô chơi đâu cho con thấy dung nhan cô. À cô, thì những cái ao mà chạy bọt hoặc là bọt không tan là hũ cơ nó cao đúng không? Hũ cơ nó cao do sáp tảo này kia nó phân hủy không hoàn toàn, hoặc là cái thức ăn dư thừa. Thì trong trường hợp này mình điều chỉnh lại cái thức ăn, và cô lấy cái nano 5000 của tạc xong cái vi sinh vô nó sẽ giải quyết gọn gàng. Thì cái nano 5 cho con rút lại chút xíu nha, thì cái chức năng của nano 5000 á là nó vừa giải quyết được những cái tồn lưu quá chất nè, mình sử dụng trong quá trình nuôi thì nó giải quyết được, nó hỗ trợ mình xử lý những cái khí độc NH3, NO2, v.v. Thì sau quá trình nuôi á, sau mấy tháng tâm việc mà đưa ra cái hệ thống khách hàng trên thị trường á, thì có một cái điều như thế này nè, những ao mà xài cái nano 5000 xử lý á, là trong một tháng đầu á, nước nó sẽ có màu thường là cái màu đột chuối non và màu vàng chanh, những ao dùng nước tảo khơi dùng màu chanh. Sau khi á mà sau một tháng tôm sung nó chuyển qua màu nước tôm do luôn, đó là cái đặc điểm nano 5000. Thứ hai nữa là nó tăng cái khả năng chịu tải cái ao lên. Tại vì cái ở đây mình dùng và xài và hoạt ít á, thì thí dụ như cỡ chừng 600-700 kg là tôm đã đồng, nhưng mà anh xài cái nano 5000 này thì tôm có thể anh xài khả năng chịu tải lên tới 1 tấn, tăng khả năng chịu tải lên lên. Thứ ba nữa là nó kiểm soát được những cái độc tố khí độc, và có một điều đó là nó giải quyết được cái hiện tượng mà tôm chết râm hay ăn yếu cửa sáng ở đầu cửa chiều, là giải quyết được rất tốt cái điều đó. Thì cuối cùng là ký xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của bà con. Nếu mà trong cái bài thuyết trình có gì tướng có gì sai sót thì mong bà con tha thứ cho. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pareti e fiori.